Ngoài nhà tốt, xin kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà tốt, nhà đất giá rẻ Hà Nội. Trong video này, Ngoài sẽ quay và gửi tới cho quý vị một căn nhà nằm trong khu dân cư đông đúc gần với trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao, giá bán rất là rẻ. Chủ nhà có tặng cho mình nội thất nha quý vị. Và với ngôi nhà này thì vừa mới hoàn thiện xong hết, có thể dọn đồ về ở ngay, sổ đỏ chuẩn chỉnh, bàn giao nhà luôn. Đúng như hiện trạng thế nào thì quý vị đến xem là như vậy. Và với cái ngôi nhà này diện tích 32m², thiết kế và xây dựng là 3 tầng, ô tô nhỏ có thể vào tận cửa, còn ô tô to thì cách nhà có 20m thôi, cách với trục đường chính khoảng tầm 150m, tiện ích cơ sở vật chất xung quanh ngập tràn, vị trí thuộc Phụng Châu, Chương Mỹ, gần với trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao, Chương Mỹ nha quý vị, gần với trục đường quốc lộ 6. Với ngôi nhà này thì sẽ phù hợp cho quý vị đi làm ở Hà Đông, đi làm ở Chương Mỹ, đi làm ở trên Thanh Xuân, bởi vì với cái vị trí ngôi nhà này cách với lại Thanh Xuân nó khoảng tầm 13 đến 14 km thôi thưa quý vị. Tiện ích ngập tràn, giao thông đi lại thoải mái. Và với diện tích 32m, công năng sử dụng như thế nào thì mời quý vị theo chân Ngọc Ánh vào khám phá cụ thể ngôi nhà. Với thiết kế tầng 1, phòng khách, phòng bếp, một phòng vệ sinh thì đây là phần tầng 1 của ngôi nhà. Chủ nhà đã lắp cho mình một bộ sofa đầy đủ để quý vị có thể tưởng tượng lên rằng là cái ngôi nhà có 32m² mà lại còn để được cả đồ này, thiết kế có hài hòa hay không. Trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện đều đã được chủ nhà lắp đặt cho quý vị đầy đủ. Hướng nhà ở đây thì là hướng tây nam. Đây là phần không gian phòng bếp của ngôi nhà. Nói chung ngôi nhà này hoàn thiện xong chỉn chu, ngăn nắp cũng như là chu đáo đầy đủ cho quý vị những cái công năng sử dụng cho một hộ gia đình rất là hợp lý, thoáng và đáp ứng được cái tiêu chí ngon, bổ, rẻ, sổ sách chuẩn chỉnh cả nhà và đất mà chỉ có hơn 1 tỷ 7 một chút thôi thưa quý vị. Với cái không gian toàn bộ đây là phần phòng bếp của ngôi nhà được chủ nhà thiết kế hoàn thiện, tủ bếp, phụ kiện bếp, chậu rửa, vòi rửa xong hết cho quý vị rồi. Đó, theo đúng như hiện trạng là sáng mua, chiều về ở, chiều đi công chứng được luôn ấy mọi người ạ. Nếu như quý vị nào mà không cần hỗ trợ vay vốn ngân hàng thì quý vị có thể đi ngay ra văn phòng công chứng để công chứng sang tên trong ngày cho quý vị nhé. Với phần không gian phòng bếp ở đây có cả ô cửa sổ thoáng. Mặt bếp thì là ốp đá granite, xung quanh bếp ốp kính ốp bếp cho quý vị đầy đủ. Đó. Ở đây thì chủ nhà thiết kế thêm cho quý vị công năng sử dụng một bộ bàn ăn, 4 ghế rất là hợp lý. Gỗ sử dụng là gỗ sồi nha mọi người. Và với cái ngôi nhà này ấy, thì được thiết kế xây dựng độc lập, có duy nhất một căn thôi. Không gian phòng bếp, phòng khách rất là hợp lý. Nói chung nó không phải diện tích lớn nhưng mà cái bố trí cái kết cục cấu nhà của ngôi nhà ấy, thì nó là tương đối thôi mọi người ạ. Còn như để tuyệt đối thì nói thật với quý vị luôn là chỉ có mua đất tự xây thì mới hoàn toàn theo ý mình được. Còn nếu như mà để những cái nhà xây để bán như thế này thì nó chỉ tương đối được đến tới tầm 90-95% thôi. Đó. Cửa chính của ngôi nhà thiết kế cho quý vị toàn bộ là cửa gỗ rất là chắc chắn và an toàn. Với cái ngôi nhà này 32m, thiết kế cầu thang giữa, toàn bộ tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 3, thiết kế đây là gỗ, ngăn cách giữa phần cầu thang, phòng khách, cửa chính là một vách lam. Nói chung là thiết kế công năng hài hòa, bởi vì giá bán hợp lý, giá cả nhà và đất như thế, cho nên là chủ nhà thiết kế tối ưu công năng thôi. Mời quý vị theo chân Ngọc Ánh lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà. Và với tầng 2 của ngôi nhà thiết kế cho quý vị hai phòng ngủ thoáng trước, thoáng sau. Đây là phần phòng ngủ đầu tiên của ngôi nhà. Đây, mọi người có thể nhìn thực tế. Phòng ngủ đầu tiên, cửa sổ thông thoáng, trần thạch cao, đèn led chiếu sáng đầy đủ, gạch lát nền, vân gỗ. Đó. Nói chung thiết kế tối ưu công năng cho một hộ gia đình sử dụng hai vợ chồng, hai đứa con cũng như là có bà ở cùng cũng rất là hợp lý mọi người ạ. Đây là phòng phòng ngủ hướng ra phía bên ngoài. Từ vị trí ngôi nhà này, tiện ích Ngọc Ánh đã chia sẻ ngay từ ban đầu video rồi. Tuy nhiên quý vị muốn tham khảo cũng như muốn đi xem thì cứ liên hệ trực tiếp với lại Ngọc Ánh trước để có thể được tư vấn xem ngôi nhà này cung đường đi lại, giá bán nó có hợp lý với quý vị hay không, cần tư vấn
tư vấn cụ thể sâu hơn thì mọi người cứ liên hệ trực tiếp để em có thể tư vấn tối đa nhất cho quý vị, để quý vị sau đó thì quý vị có thể đi xem, tránh mất thời gian của quý khách hàng nhé. Tất cả các cửa thông phòng thiết kế đây là cửa gỗ, rất an toàn, chắc chắn. Phòng ốc thiết kế vuông vắn. Phòng vệ sinh sử dụng cho hai phòng ngủ trước sau. Đây là phần phòng vệ sinh mọi người ạ. Phòng vệ sinh thì được chủ đầu tư ốp toàn bộ gạch 30-60 gần lên tới trần, quạt hút mùi, bồn cầu liền khối, sen cây tắm, lavabo. Đó, nói chung là như Ngọc Ánh đã chia sẻ, nhà có sao thì bán theo hiện trạng là như vậy. Có vuông thì em chia sẻ vuông, có chéo thì em chia sẻ chéo. Nhà nếu như mà không lỗi phong thủy thì em cũng chia sẻ luôn, để quý vị có thể an tâm tìm đến nhà tốt là có rất nhiều quy căn để cho quý khách hàng lựa chọn. Mời quý vị theo em lên khám phá tầng cuối cùng, tầng 3 của ngôi nhà. Và đây là phần cầu thang lên trên phía tầng 3. Tầng 3 thì chủ nhà thiết kế cho chúng ta ở đây một ô giếng trời để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Tiếp theo ở phần tầng 3 thì chủ nhà thiết kế công năng sử dụng cho quý vị thêm một phòng ngủ nữa. Thực ra phòng này quý vị có thể thiết kế làm phòng thờ tùy mục đích công năng sử dụng của mỗi một hộ gia đình. Đó, ban công mở hướng. Đây. Ban công tương đối là thoáng. Xung quanh dân cư đông đúc, trước mặt thì còn một hẳn là một mảnh vườn. Trống chưa xây dựng, tuy nhiên thực ra ấy, nếu mà sau này có xây dựng thì nó cũng không ảnh hưởng gì đến cái nhà của mình đâu mọi người ạ. Bởi nó là bên kia, nó cũng là mặt ngõ ở bên kia. Còn hiện tại thì với ngôi nhà này về ở rất là yên tĩnh nhé. Ở đây thì chủ nhà có thiết kế thêm một phòng. Phòng này thì chủ nhà thiết kế và bán theo hiện trạng như thế này thôi mọi người ạ. Nếu như mọi người về mà có muốn lắp đặt thêm đồ thì có thể lắp thêm, còn không thì cứ để theo hiện trạng như thế này để sử dụng. Phần còn lại sân phơi. Đây là phần sân phơi của ngôi nhà. Rộng rãi, thoáng. Không cần đình chùa miếu mạo mọi người ạ. Xây dựng độc lập duy nhất một căn. Giá bán hợp lý, ngoài sẽ để ở dưới phần miêu tả sổ sách. Cam kết với lại quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt rất là lâu, đang theo dõi, sắp theo dõi, luôn luôn cam kết một câu là sổ sách chuẩn chỉnh, pháp lý chuẩn chỉnh, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng cho quý vị hoàn toàn yên tâm. Mọi người muốn tìm hiểu, biết thêm thông tin chi tiết cụ thể, đi xem nhà thực tế, vui lòng liên hệ trực tiếp Ngọc Ánh Nhà Tốt theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0983013403 hoặc 0888041444 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.